cô xin chào tất cả các bé học sinh trường mầm non Ngã Tư Sở thân yêu. Hiện tại cô cháu mình đang trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid đúng không nào? Hôm qua bạn Hà Linh có gọi điện và khoe với cô rằng bạn Hà Linh mới biết nhà sau muốn giúp mẹ rồi đấy. Còn các con đã biết làm gì để giúp đỡ bố mẹ của chúng mình chưa? À, vậy thì hôm nay cô Nga sẽ hướng dẫn các con cách nhặt rau muống và rau ngót để các con có thể giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị bữa cơm gia đình của chúng mình nhé. Các con có biết đây là rau gì không? À, cô giới thiệu với các con nhé. Đây là rau muống đấy. Cô để rau muống vào khay. Cô chuẩn bị hai cái rổ. Một rổ cô để rau nhặt được và một rổ cô để cái phần cuống bỏ đi. Trước tiên cô tháo cái lạt buộc này ra. Cứ tháo cái lạt buộc ra thì mới nhặt được rau các con ạ. Cô tháo cái lạt buộc ra. Cô để vòng vào đây. Tay trái cô cầm một cọng rau muống. Tay phải cô dùng các ngón tay cô ngắt cái phần non của rau muống. Cô đặt vào bên này. Phần lá già, phần cuống cô để sang đây. Cứ như thế cô lần lượt cô nhặt rau. Các con nhớ là nhất phần ngọn rau non các con nhé. Phần cuống chúng mình để riêng ra đây. Cô nhặt lần lượt từng cuống rau một. Nhớ là tay trái cầm cuống, tay phải ngắt. Các con nhớ chưa nào? Cắt rau như thế. Tay cô đang cầm, tay trái cầm cuống rau, tay phải cô ngắt. Ngắt cái phần rau non các con ạ. Cô ngắt phần rau non để vào đây. Và đây là rổ rau muống, cô Nga đã là xong rồi đấy. Các con có biết đây là rau gì không? À, một số bạn chưa biết đâu. Cô giới thiệu với chúng mình nhé. Đây là rau ngót. Cô Nga cũng để rau ngót vào một cái khay. Và cô chuẩn bị hai cái rổ. Một cái rổ cô để phần rau nhặt được. Một cái rổ cô sẽ để phần cuống bỏ đi. Cô cũng lại thao tác giống như là rau muống. Chúng mình phải cởi cái lạt này ra thì chúng mình mới nhặt được rau ngót các con nhé. Cô để cái lạt vào phần rổ bỏ đi. Tay trái cô cũng cầm một cọng rau ngót. Tay phải cô chụm các ngón tay lại. Cô vuốt từ đầu xuống cuối. Cô để phần rau nhặt được vào rổ bên này. Phần cuống cô để vào đây. Cứ như thế cô nhặt từng cái một. Và các con nhớ, nếu có cái rau nào già vàng các con bỏ đi. Cô Nga sẽ bỏ đi hai cái phần lá già ở trên. Cô vuốt xuống. Phần rau nhặt được cô để vào rổ bên này. Các con chú ý nhé. Tay trái cầm cuống rau. Tay phải chúng mình sẽ tuốt từ trên xuống dưới. Cứ như thế là cô đã lần lượt nhặt từng cặp rau ngót một. Nhớ là chụm tay lại và tuốt từ trên xuống dưới ngót. Cô chừa lại những cái lá xà, lá vàng, búa. Cô tuốt này, tuốt thật nhẹ nhàng. Lần lượt, làm lần lượt từ ngót một, chụm tay lại. Đây là rổ rau ngót, cô Nga là xong rồi. Đố các con biết rau ngót và rau muống nhặt, cách nhặt có giống nhau không? À đúng rồi, cách nhặt rau ngót và rau muống không giống nhau đâu các con ạ. Rau muống thì chúng mình phải cầm tay trái cầm cọng rau muống, tay phải chúng mình ngắt để chúng mình có rau muống, các con nhớ chưa? Còn nếu mà là rau ngót thì các con cũng tay trái cầm một cọng rau ngót, tay phải các ngón tay của bàn tay phải chúng mình chụm lại, các con tuốt từ trên xuống dưới, thế là chúng mình sẽ đặt xong rau ngót và rau muống rồi đấy. Các con hãy nhớ giúp bố mẹ những công việc vừa sức như là rau ngót và rau muống mà cô Nga vừa hướng dẫn các con nhé. Ngoài ra các con phải ăn thật nhiều rau hoa quả để chúng mình có thật nhiều sức khỏe để chống lại dịch Covid-19, để cô cháu mình mau chóng lại cùng gặp nhau ở mái trường mầm non Ngã Tư Sở thân yêu đúng không các con? Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách nhặt rau ngót và rau muống rồi đấy. Nào các con,
chúng mình hãy cùng nhau trổ tài để quay với các bác các cô nào. Cô hy vọng rằng sau buổi học hôm nay, các con sẽ giúp biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà và làm được nhiều việc ở trong gia đình của chúng mình và làm cho mọi người vui nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những buổi sau.